Hơn 1.500 tỷ đồng là số tiền mà thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi để xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch sau khi chủ trương xây dựng nhà hát trên được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Theo kế hoạch, từ năm 2018 đến năm 2020, tại khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2 của thành phố Hồ Chí Minh, một nhà hát giao hưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ được xây dựng. Việc thành phố quyết định trích ra một số tiền lớn từ ngân sách để xây dựng nhà hát đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Nhiều ý kiến cho rằng nguyện vọng xây dựng một nhà hát có tầm cỡ ở thành phố là điều chính đáng, cần thiết, nhưng đây chưa phải là thời điểm để thực hiện dự án này. Khi chủ trương xây dựng nhà hát hơn 1.500 tỷ được thông qua, những người phấn khởi nhất có lẽ không ai khác chính là những nghệ sĩ đã gắn bó lâu năm với nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Mong ước có một địa điểm mới, quy mô và hoành tráng hơn luôn là nhu cầu bức thiết với chính họ. Không những là chỉ có đem lại những cái lợi ích về văn hóa nghệ thuật mà là những cái lợi ích về môi trường cảnh quan thì nó mới phù hợp với một cái quy mô kiến thiết của cái đô thị mới Thủ Thiêm sẽ rất là hoành tráng trong tương lai. Theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch đã được ấp ủ qua nhiều thời kỳ và nhiệm kỳ lãnh đạo. Thành phố đã xây dựng đề án rất cẩn trọng. Khi có đầy đủ cơ sở cũng như các điều kiện cần thiết mới đưa ra Hội đồng Nhân dân thành phố để bàn luận và được thông qua. Nếu không có gì thay đổi thì trong một tương lai không xa, tại vị trí này, ngay dọc sông Sài Gòn sẽ mọc lên một chuỗi công trình văn hóa tôn giáo, trong đó phải kể đến nhà hát ngàn tỷ, biểu tượng Thủ Thiêm mới. Một tương lai tươi sáng là điều bất cứ người dân nào cũng luôn mong ước. Thế nhưng, nhà hát ngàn tỷ có đáp ứng được công năng sử dụng cũng như là có xứng đáng với số tiền ngàn tỷ đã bỏ ra hay không thì đó vẫn là điều còn gây quá nhiều những tranh cãi. Nhất là khi bài học nhãn tiền từ những nhà hát hay là thánh đường nghệ thuật được xây dựng trước đó vẫn còn đang hiển hiện ngay trước mắt. Cũng được xây dựng với số tiền hàng trăm tỷ đồng, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vẫn luôn được kỳ vọng là một thánh đường, nơi lui tới của những khán giả yêu nghệ thuật trong và ngoài nước. Thế nhưng, từ khi được đưa vào hoạt động hồi tháng 4 năm 2015 đến nay, viễn cảnh ấy mãi chưa diễn ra. Cái rạp hát mà xây nhiêu tôi cũng chẳng biết, mà tôi đã thấy là không có ai coi, ít ngờ ai coi lắm. Từng lễ hát con lần hay làm gì hà. Tiền của đổ đó cũng dân không của nhà nước đâu, nhưng mà cũng như tất cả làm thì có người có trách nhiệm. Đừng ảo tả như cái này á, bỏ sức bỏ công tiền ra bao nhiêu mà thất bại. Trong khi các nhà hát tại thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư lớn nhưng lại vẫn chưa sử dụng hết công suất, chưa phát huy hết công năng thì cũng dễ hiểu vì sao người dân, đại biểu thành phố lại tỏ ra băn khoăn, quan ngại về một công trình mới với số vốn lên đến ngàn tỷ. Ngành văn hóa cần có một cái kế hoạch để đảm bảo việc sử dụng một cách hiệu quả nhà hát, cụ thể là kế hoạch sáng đèn thường xuyên ngay từ bây giờ chứ không phải lúc xây xong. Có một cái nhà hát thì mình nghĩ là hoàn toàn là hợp lý nên có, nhưng mà cái chi phí thì mình cảm thấy là mình không ok lắm cái phần chi phí đó, và mình nghĩ là với cái chi phí đó thì mình có thể làm được nhiều thứ hơn cho Sài Gòn, cho người dân của Sài Gòn. Việc xây dựng một công trình văn hóa mang tính biểu tượng, có điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh là chính đáng, là cần thiết với thành phố phát triển bậc nhất cả nước. Tuy nhiên, nếu vội vàng, thực hiện sai thời điểm, thì công trình cũng mất đi giá trị thật của nó, nhất là trong bối cảnh thành phố đang cần ngân sách để giải quyết nhiều vấn đề khác cấp bách hơn.